Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 thường, cùng nhau giải đề thi giữa lớp 6 thí điểm, cùng nhau giải đề thi giữa học kỳ 2 năm học 2020-2021 nhé. Rồi chúng ta cùng nhau làm bài. Đây là phần listening. Rồi cái phần phát âm này chúng ta cùng làm này. Bây giờ chúng ta có thirsty là chữ thờ nhá. Chữ thờ này phát âm là thờ, throw, team, dare. Vậy chúng ta phát là câu D đúng không? Câu số 2, favorite, slide, fly, high. Chắc chắn chúng ta phát câu A rồi. Câu số 3, quả lê này, pear. Idea, near, fear, sợ hãi đó. Bây giờ chúng ta phát vào câu A, pear. Câu số 4 này, cave, đọc là A, famous, late, channel. Vậy chúng ta phát là câu D nhé. Rồi chúng ta xuống phần C. Câu số 1, tôi muốn làm việc trong ngành công nghiệp điện ảnh ấy. Vì thế tôi đang học hành chăm chỉ. Chúng ta phải chọn cái từ vì thế rất sâu này. Câu số 2, họ đã hủy chuyến picnic của họ bởi vì thời tiết xấu. Nếu mà dịch theo nghĩa chúng ta phải chọn cái từ bởi vì thời tiết xấu. Câu thứ 3 các bạn để ý câu thứ 3 nhé. Câu thứ 3 chúng ta có gì? Cô gái nào thì thông minh hơn? Mary hay là Daisy? Ở đây phải là so sánh hơn của tính từ dài. Intelligent là thông minh, là tính từ dài. Bởi vì chúng ta phát âm ra trên hai âm tiết và chúng ta liệt nó vào tính từ dài. So sánh của tính từ dài là more cộng với tính từ cộng than. Ok, ở đây chúng ta phải xoay vào câu B. Câu số 4 này. Football is an bóng đá là một trò chơi ngoài trời, nó giúp chúng ta giữ dáng ngoài trời, sân outdoor. Chúng ta không thể chọn indoor được, indoor là bên trong, trong nhà, individual là cá nhân. Trong khi bóng đá là team game, môn thể thao đồng đội chứ không phải là cá nhân, vậy chúng ta chọn outdoor. Chúng ta sang câu số 5, Mai thích thời tiết như thế nào bởi vì cô ấy có thể đi bơi. Chúng ta để ý cái từ là đi bơi. Đi bơi thì chắc chắn là trời nóng rồi, trời nóng, hot weather. Câu số 6 này, Lan đi tới Trung Quốc 3 lần từ năm 2005, các bạn để ý cái từ since 2005 nhé. Đó là gì? Thì hiện tại hoàn thành các bạn nhé. Thì hiện tại hoàn thành thì chúng ta phải xài have or has cộng động từ cột 3 nha. Ở đây chúng ta có hai câu này. Đó, have been hoặc has been. Bây giờ các bạn phải chọn câu nào? Câu B, bởi vì Lan là chủ ngữ số ít, chúng ta phải xài has chứ không phải xài have được. Câu số 7 các bạn, các bạn coi này. What gì? Bây giờ các bạn để ý cái từ last night, đây là dấu hiệu của thì quá khứ đơn, tối hôm qua đó. Tối hôm qua bạn đã làm cái gì đó? Tôi đã xem hoạt hình trên TVT1. Bây giờ thì quá khứ đơn mà câu hỏi như thế này, chúng ta thiếu một cái trợ động từ did đứng ở đây. Tôi cho phần là câu D nha. Chúng ta sang câu số 8, các bạn nhìn thấy tomorrow không? Tomorrow. Ngày mai là thì tương lai. Thì tương lai thì chúng ta phải có will cộng động từ nguyên mẫu, cho nên chúng ta phân là câu C. Rồi xuống bài số 2, sử dụng dạng đúng của từ trong ngoặc, đây là chia động từ đấy các bạn, chia động từ nha. Rồi chúng ta làm dưới đây cho dễ nhìn. Chia động từ này, để làm được bài này các bạn phải phân biệt được đó là thì gì và dựa vào dấu hiệu nhá. Câu đầu tiên các bạn nhìn thấy từ yesterday, đây là dấu hiệu của thì gì? Đây là dấu hiệu của thì quá khứ đơn, mà thì quá khứ đơn công thức như thế nào? Động từ cột 2 cho nên do trở thành did. Rồi câu số 2, khi chúng ta nhìn thấy từ never, đây là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành, cho nên chúng ta phải chia là have hoặc là has cộng động từ cột 3. Ở đây sẽ là never seen him before. Câu số 4, chúng ta nhìn thấy cái từ go, đây là dấu hiệu của thì gì? Dấu hiệu của thì hiện tại đơn, cho nên go giữ nguyên bởi vì we là chủ ngữ số nhiều. Câu số 4, chúng tôi thích hàng xóm bởi vì chúng tôi thích cái khu vực sống này bởi vì nó rất là thanh bình. Ở đây chúng ta phải chia cái từ này ra đúng dạng. Chúng ta coi lại câu số 3. Xin lỗi, câu số 3 ở đây không phải là go sờ đâu. Ở đây đằng sau go phải là shopping. Câu số 4 này, đằng sau to be phải là một tính từ. Cái từ peace này là danh từ, chúng ta phải chuyển nó thành tính từ, là thêm full vào peaceful, thanh bình. Rồi xuống bài dưới là bài reading. Đại gì thân mến, đây là Huế, mình đang làm gì? Mình đang có một thời gian tuyệt vời ở đây. Ở đây sẽ từ having. Thời tiết rất đẹp, trời nắng và đồ ăn thì rẻ và ngon. Chúng ta phải tìm từ ngon, delicious. Rồi khách sạn thì
Khách sạn mà chúng tôi ở nó nhỏ nhưng mà thoải mái. Chúng tôi đã đi tới chùa Thiên Mụ Pagoda và sông Hương, chúng rất tuyệt vời. Ngày mai sẽ đi thăm, chúng tôi sẽ đi thăm bảo tàng ở đây. Chúng ta sẽ xài tự động được visit thăm bảo tàng. Rồi chúng ta xuống bài dưới này. Thu thích thể thao rất nhiều. Thu thích thể thao rất là nhiều. Cô ấy tập thể dục mỗi sáng và buổi chiều. Cô ấy thường chơi bóng chuyền với bạn bè. Họ thường chơi ở sân vận động gần nhà của Thu. Họ chẳng bao giờ chơi bóng chuyền trên con đường. Ở và những ngày cuối tuần thì cô ấy với bạn bè thỉnh thoảng đi đi picnic ở miền quê, và họ luôn luôn mang theo đồ ăn và nước uống. Họ cảm thấy rất là vui sau chuyến picnic. Bây giờ chúng ta cùng trả lời câu hỏi. Câu thứ nhất, có phải Thu thích thể thao hay không? Câu này là đúng. Đúng thì chúng ta sẽ nói là yes, she does. Yes, she does. Câu số 2, cô ấy tập thể dục có thường xuyên hay không? Hoặc về mức độ thường xuyên, chúng ta sẽ nói sao? Cô ấy này, mỗi sáng, every morning. She does morning exercise every morning. Number 3, what have they never done? Họ không bao giờ làm cái gì. Chúng ta sẽ tìm cái từ never nó ở chỗ này. Never. They have never played volleyball in the streets. They have never played volleyball. Volleyball in the streets. Rồi, câu số 4, họ cảm thấy như thế nào sau chuyến picnic? Họ cảm thấy như thế nào sau chuyến picnic? Họ cảm thấy rất là họ cảm thấy rất là vui. They feel happy after going picnicking. Rồi, chúng ta xuống bài viết này. Viết lại câu nhưng không đổi. Cái thị trấn này rất quá yên tĩnh đây. Chúng ta sẽ chuyển sang câu cảm thán. Dạ. Rồi, câu số 1 nè. What's a quiet, quiet town? Chấm than. Câu số 2, Mai là một người chạy nhanh. Vậy chúng ta sẽ chuyển sang Mai chạy rất là nhanh đúng không? Chúng ta sẽ chuyển sang cái từ quick này thành trạng từ là quickly. Câu số 3, Ba thích chơi trốn tìm nhất. Ba thích chơi trốn tìm nhất. Chúng ta sẽ chuyển sang môn thể thao yêu thích nhất của ba. Một cái trò chơi. Ba favorite game ý. High stick. High and sick. Rồi câu số 4, Lan không quan tâm với âm nhạc như là em trai của nó. Vậy là em trai quan tâm tới âm nhạc nhiều hơn. Rồi chúng ta sẽ ghi là sao? Lan's brother E interested in more interested in music than her. Ok, xuống bài số 2, sắp xếp lại thành câu có nghĩa. Bây giờ không có ai trong lớp mà cao hơn Lan. No one in the class is taller than Lan. Câu số 2, Nga là đứa mà xinh gái nhất nhóm. Nga is the most beautiful in the group. Câu số 3, chúng ta có thể đi chúng ta có thể làm gì sống trên mặt trăng trong tương lai? Ở đây chúng ta sẽ ghi là gì? We might live with Robert in the future. Quên, nhìn nhau ra mặt trăng trời. Chúng ta có thể sống cùng với robot trong tương lai. Câu số 4 là chúng ta chưa bao giờ ăn cua trước đó. Chúng ta sẽ ghi như sau. I have never eaten crab before. Okay.